Di Đà Phật, con quy y và thường xuyên làm công quả ở một chùa khá lâu. Nhưng sau đó con muốn tìm hiểu về đạo Phật nên giữ khóa tu ở nhiều ngôi chùa khác. Dần dần như thế con không còn thường xuyên chỉ làm công quả ở chùa con đã quy y. Như vậy thì con có lỗi là bỏ chùa của mình hay không? Xin Thầy giải rõ. Con cảm ơn Thầy. Cái này thì nó không có dính dáng gì tới cái kinh điển Phật dạy, mà nó là một cái gì đó nó rất là tế nhị, mà nó cũng đang xảy ra, đã xảy ra. Thực sự trong kinh Đức Phật không bao giờ khuyến khích những vị đệ tử, dầu cho đệ tử là xuất gia hay là tại gia. Đức Phật không bao giờ khuyến khích chuyện mà mình tu mình chỉ biết ông thầy, còn không có khuyến khích được. Và Đức Phật chỉ dạy là mình làm sao khi mà mình đến với một vị đạo sư hay là một vị thầy tu mà mình có an lạc, mình đã. Còn mình đến nơi nào mà cảm thấy không có an lạc cho mình thì mình không nên đến. Đó là cái ý của Đức Phật dạy. Mà trong cái bài kinh, có cái bài kinh mà ở trong kinh tạng Bali đó, thì có một cái trường hợp là có một vị Bà La Môn, ông rất là hiếu học, ham tu. Khi ông đến với một vị thầy Bà La Môn nào đó, thì vị thầy Bà La Môn đó nói là cái pháp môn của mình và cái đạo tràng, cái nơi của mình tu tập là nhất. Và khi ông đến cái nơi khác, và cái không phải là đạo Bà La Môn mà đạo Zen, tức là đạo Kỳ Na giáo, thì bên Kỳ Na giáo họ cũng nói họ là nhất, là hay. Và quý vị biết là thời kỳ Đức Phật là 62 tôn giáo và rất là nhiều học thuyết, rất là nhiều nhóm tu được hình thành. Và cho đến giờ phút này, đến ngày nay ở Ấn Độ vẫn còn, chứ không phải là mất hết. Và cuối cùng ông đến Đức Thế Tôn thì ông trình bày, ông cũng hỏi như vậy. Nhưng mà khi ông đến Đức Phật thì Đức Phật không nói cái giáo pháp của Ngài là nhất, cũng không nói là đến Ngài mới có lợi lạc. Thì ông để ý, ông nói ủa sao mà đến những vị đạo sư khác, đến những vị thầy khác, đến những nơi khác thì họ đều nói như vậy, mà sao đến cái ông Cồ Đàm này ông không nói gì hết. Và ông cũng không khuyến khích là bỏ những cái nơi kia để trở lại nơi này. Và vì vậy mà ông đưa ra những cái suy nghĩ của ông. Thì Đức Phật dạy một cách rất là đơn giản là giáo pháp của Phật là có nhân duyên thì thực hành, mà hơn thế nữa, thực hành mà có thấy an lạc thì tiếp tục thực hành. Còn những cái giáo pháp, những cái lời của ta nói mà nếu mà không mang lại lợi lạc thì không nên thực hành, không nên áp dụng. Dầu cái lời nói đó là lời nói của một bậc Như Lai, và cuối cùng khi thấy được Đức Như Lai nói như vậy mà không có cái gì chỉ trích hay là khuyến khích bỏ bên kia đi theo mình, thì chính cái lúc này đó là ông này, ông Bà La Môn này phát tâm đi theo Phật và quy y Phật. Thì trả lại trường hợp này nó thế nhị, tức là mình quy y đối với thầy, đối với thầy Thiện Hữu, đối với Thiện Hữu á, quý vị có duyên quy y là một điều tốt. Và thậm chí quý vị đã quy y với Thiện Hữu mà quý vị không cảm thấy an lạc, quý vị vô trong chùa này quý vị không có an lạc chút nào hết,
thì quý vị có quyền tìm một nơi khác để mà tu hành cho có an lạc, và quý vị cũng có quyền quy y với một vị thầy khác. Khi thiện hữu hay điều đó, thiện hữu rất quan hệ. Quan hệ là sao? Thứ nhất là một cái nơi nào đó đã tạo cho quý vị có được một cái duyên để quý vị được an lạc, và hoan hỷ hơn nữa là cái nhân duyên giữa quý vị và những cái nơi đó là đến hồi nó chín mùi cho nên mới gặp gỡ. Đó là hai điều để mà chính bản thân mình, bản thân thì cũng có thể an lạc và vui vẻ. Và một điều nữa là chính quý vị là những người thực hành theo cái phương pháp đó, hay là đến một cái nơi đó nó có sự an lạc ở nơi này, thì hãy cứ đến nơi đó, chẳng có cái gì mà phải ngại ngùng hay là có lỗi ở trong này. Sợ là lỗi bỏ chùa là có lỗi, lỗi mà coi như phải quy y ở cái chùa nào là phải chết sống với cái chùa đó. Không biết những cái nơi khác sao, nhưng mà đối với thiền hữu, quý vị rất là nhẹ nhàng, đừng có suy nghĩ, đừng có sợ tội lỗi gì hết. Và nếu có tội lỗi, quý vị bỏ chùa Phật tổ mà đi đến nơi khác, mà nếu có tội lỗi thì hữu là cái người lãnh cho quý vị, cho nên nhẹ nhàng cứ đi, chứ còn không có, đừng có sợ gì, chẳng có gì tội mà chẳng có gì mà lỗi. Chính Đức Như Lai ngày xưa ngài còn chủ trương như vậy, thì mình là đệ tử Phật mình thấy cái chuyện đó bình thường, và cái này nó hơi tế nhị một chút, thành ra mình chỉ nói trong cái phạm vi ở nơi này thôi. Vị nào đó mà thấy bây giờ, mình giả dụ bây giờ là đến nơi mà mình quy y mà thấy nó không có được cái gì lợi, mà thấy nó nặng nề thì thôi, mình đi chỗ khác. Chỗ khác nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt đẹp hơn. Tu là gì? Tu là thăng hoa. Tu là tìm đến một cái phương trời mà nó nhẹ nhàng, thanh tịnh và nó có sự giải thoát thực sự, cả thân lẫn tâm. Còn đến một cái nơi nào đó mà cuối cùng, giống như nếu mà quý vị đến ở đây, đến chỗ này mà thiền hữu là trói buộc quý vị, thì quý vị ở trong lòng quý vị phải khinh bỉ thiền hữu. Nói thật. Tại vì sao? Bởi vì cái con người như vậy thì đối với đạo Phật, đối với Đức Phật là ổng không phải, thì hữu không phải xứng đáng để cho quý vị quy hướng. Rõ ràng là vậy. Thành ra là đừng có sợ, đối với thiền hữu đừng có sợ cái chuyện tội lỗi gì hết. Mình nhẹ nhàng, mình đến những cái đạo tràng hoặc đến chỗ trung tu mà nơi đó có được nhiều an lạc là mình đến. Còn nơi nào mà cảm thấy có không có an lạc nhiều thì cũng không nên đến, mất thời giờ của mình. Mà càng đến như vậy, một cái sự gượng gì? Gượng gạo, gượng ép như vậy. Không đến thì sợ thiền hữu buồn. Hình như có hai bữa ra này học thấy đó. Giờ bà đó, sao không thấy đến rồi điện thoại hỏi thăm, mà không hỏi cái chuyện người ta sống chết, mà hỏi cái chuyện là người đó đi đi lên chỗ nào. Thì như vậy cái chuyện này đã có ở chỗ khác thì hữu có nghe, chứ thì ở đây thì hữu bảo đảm không có. Nhất là ở Brisbane này không có đâu, Phật tử Brisbane là thuần thành dữ, không có chuyện đó đâu, và nhẹ nhàng. Và những cái đạo tràng của ở Brisbane này cũng là những đạo tràng tốt. Các vị lãnh đạo, những người mà hướng dẫn tâm linh ở những nơi đó cũng là những vị đáng quy hướng. Cho nên là thiền hữu không có nghĩ là cái chuyện này nó xảy ra ở đây. Nhưng mà cái chuyện này nó có, thiền hữu có nghe ở nơi khác. Thì sợ nói chung là sợ mất. Quý vị coi suy nghĩ một chút rồi quý vị thấy cuộc đời của mình sợ mất
nó có mất không? Dạ. Mất không? Không. Mất chứ sao? Mất. Không hả? À, đúng rồi, anh sợ. Sợ mất dạ hả? Dạ không, cái gì nó tới rồi nó mất là nó mất. Ờ, vậy em đâu có sợ. Thành ra cái gì nó tới là nó tới, cái gì nó của mình là của mình. Chứ không có cần phải mà nói vậy không có nghĩa là mình buông thôi. Nói nó không phải là của mình, theo để đang hồi làm nói. Buông thôi. Cái này là của thầy. Buông người ta lẫm mà thầy. Chứ không phải. Buông vậy cũng chừng. Nhưng mà thật sự mình ngồi mình suy nghiệm mà cuộc đời thì ngồi suy nghiệm mấy cái chuyện thậm chí đồ tôn đệ tử Phật tử gì cũng nói vậy thôi, quý vị nghe tưởng là đừng có suy nghĩ là ông thầy ông học có quý Phật tử không phải, nhưng mà phải người tu phải thấy cái điều này. Thì Hữu đã từ lúc mà tu cho đến lúc mà có Phật tử đi theo đó, là lúc thì Hữu còn sa di à, không phải chỉ mới có tỳ kheo mới có Phật tử đâu, còn sa di mới có mười mấy tuổi là có Phật tử đó. Mà có giữ được đâu, có giữ được đâu, mấy người đó giờ lên Phật tài ngồi hát rồi. Với thầy lung tung sao giữ được. Ví dụ giờ này ở hoài cái này thì tôi tất nhiên được con về. Người thầy nhảy thì đi đâu rồi mẹ biết biết đâu thì đi. Coi như thầy thắng mất thôi. Hả? Thầy đó, ở đó thậm chí ở Sài Gòn rồi quê này cũng có Phật tử, nhưng mà rồi thật sự là ông xin ông của thầy Hữu á, và tới thượng ông thầy của thầy Hữu cũng nói luôn, Phật tử và những người tu á, nó là cái dạng gọi là bông xoài. Quý vị hình dung ra cái bông xoài không? Cái cây xài đó, nó khi mà nó trổ bông đó, triệu cái bông, đúng không? Nhưng mà khi nó có trái rồi có rồi gió mấy rồi tới chừng mà bẻ lại một cây xài mà còn tụ lại bẻ được cái trái già để mà ăn đó, được bao nhiêu trái? Không có bao nhiêu trái so với cái bông xoài. Cho nên ông cụ cũng nói là Phật tử, những người tu xuất gia luôn đó, là cái dạng gọi là bông xoài. Thì Hữu cảm nghiệm và suy nghiệm cái câu đó rất là chính xác và thấy rõ ràng. Hết tóc này tới tóc khác, hết tóc khác nó vậy. Đó là cái quy luật. Thành ra mất gì mà mình phải sợ là mất. Rồi mất gì mà mình là người Phật tử, mình sợ là bỏ chùa thì có lỗi. Quý vị bỏ chùa khác quý vị có lỗi, nhưng mà bỏ thiền hữu không có lỗi. Bỏ chùa Phật tổ không có lỗi. Còn những cái chuyện khác ở đâu thiền hữu không biết. Nói vậy để quý vị nhẹ nhàng chút.